chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cho cách tô màu nha mọi người. Bức tranh hôm nay của chúng ta sẽ là một con vịt dolnal như thế này nha mọi người. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với công việc tô màu. Chúng ta sẽ tô bằng màu đỏ trên chiếc lơ. Tiếp đến là màu vàng. Giờ thì chúng ta sẽ tô màu xanh nước biển vào phần của con vịt dolnal nha mọi người. Chúng ta sẽ tô màu da cam vào cái chân của con vịt. Mọi người đã tô xong thì chúng ta sẽ được một bức tranh như này nha mọi người.